Ông Nawaz muối mặt vì gà cưng trình diễn lố lăng, phản cảm, anh Fawaraha bất ngờ bị réo tên. Cuộc thi Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình quốc tế luôn giữ được sức nóng trong lòng người hâm mộ. Chương trình có format ấn tượng cùng dàn thí sinh dựng lửa, sở hữu cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, đặc biệt là khả năng trình diễn. Bên cạnh cuộc thi cấp quốc tế, các cuộc thi Miss Grand cấp quốc gia cũng nhận được sự quan tâm không kém. Tại khu vực Đông Nam Á, ba cuộc thi là Miss Grand Thái Lan, Miss Grand Việt Nam và Miss Grand Cambodia luôn được fan sắc đẹp và giới truyền thông quan tâm. Được biết, cuộc thi họa Hòa bình Campuchia đang dần đi đến cuối chặng đường, tìm ra được chủ nhân mới cho chiếc vương miện danh giá. Vừa qua tối ngày 7 tháng 8, người đẹp Big Forte Saravodi đã tham gia trình diễn mở màn đêm thi Best in Scream Show của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Cambodia 2023. Xuất hiện tại đêm diễn, cô diện áo tắm tông màu đỏ, đính kết lấp lánh, khoe thân hình nóng bỏng, vốn có chiều cao ấn tượng và những đường cong săn chắc. Big Votey Saravodi được đánh giá cao mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn. Tuy nhiên, cách trình diễn của Big Votey Saravodi lại vướng vào làn sóng tranh cãi dữ dội. Người đẹp có nhiều động tác uốn éo, múa may được cho là không phù hợp với sàn catwalk. Khán giả nhận xét Big Votey Saravodi múa quá nhiều, tạo dáng nhiều động tác lố lăng. Phần trình diễn của cô khi đăng tải trên các diễn đàn sắc đẹp nhận phải nhiều lời chê bai. Mặc dù cuộc thi họa Hòa bình luôn đề cao kỹ năng trình diễn, fan cho rằng Big Votey Saravodi cần tiết chế. Hành động này của Á hậu năm Miss Grand 2022 ngay lập tức được đem so sánh với những màn trình diễn trước đó của Á hậu 1 Fawaraha. Cách đây không lâu, vào ngày 27 tháng 7, tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2024, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Fawaraha đã có màn trình diễn bị cho là lố lăng, phản cảm. Cụ thể, Fawaraha mặc áo ngực màu đen kết hợp với quần jean ống suông. Cô vốn là ca sĩ chuyên nghiệp nên có phong cách biểu diễn tự tin trên sân khấu. Dù vậy, khoảnh khắc Fawaraha thể hiện các động tác vũ đạo trong màn biểu diễn đã nổ ra rất nhiều tranh cãi. Những động tác uốn éo, lắc hông của cô bị cho là phản cảm, không phù hợp với sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp. Bên cạnh đó, giọng hát của Fawaraha tiếp tục là đề tài bàn tán. Cô bị nhận xét là có giọng hát mỏng, yếu, không đảm bảo sự chuyên nghiệp khi hát live. Cách đây không lâu, Fa cũng vướng vào lùm xùm không muốn khi cô bị nhận xét là có hành động quyến rũ quá đà bên cạnh rapper nổi tiếng Thái Lan. Đa phần đều cho rằng điều này sẽ tạo tiền lệ xấu trong giới beauty queen. Nhiều ý kiến còn lên án gay gắt, khuyên Fa nên giữ hình ảnh, không nên buông thả một cách thái quá như vậy. Thậm chí sau khi xem xong video của Á hậu Hòa bình quốc tế, nhiều người so sánh cô giống với các vũ công đang nhảy múa ở vũ trường hơn là người đẹp quốc tế. Các thí sinh họa Hòa bình Campuchia 2023 mặc áo tông màu xanh nổi bật trong đêm thi Best in Scream Show. Người đẹp Lekena In đang được xem là thí sinh nổi nhất mùa thi năm nay. Cô có phần thi ấn tượng, chuyên nghiệp. Lekena In cũng không phải là gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đại diện Campuchia tham dự Hoa hậu siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2023 với sự tham gia của 25 thí sinh, cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện của Campuchia tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 tổ chức vào tháng 10 tại Việt Nam. Campuchia thường chọn người đẹp có chiều cao ấn tượng cùng sắc vóc nóng bỏng để đại diện quốc gia ở Hoa hậu Hòa bình. Gần đây nhất, người đẹp Big Votey Saravodi đại diện Campuchia đã giành ngôi vị Á hậu năm của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia vừa gặp phải tranh cãi khi đăng tải thông báo về việc tổ chức phần thi livestream bán hàng trên mạng xã hội. Người đẹp bán được nhiều hàng nhất sẽ giành giải thí sinh bán hàng tốt nhất trên mạng xã hội. Thông báo này đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ban tổ chức họa Hòa bình Campuchia đang thương mại hóa cuộc thi, làm giảm giá trị hình ảnh của một cuộc thi sắc đẹp. Hiện tại, ban tổ chức cuộc thi vẫn giữ nguyên quan điểm đầy mới mẻ này của mình.